Ok anh em ơi, thì hôm nay mình đi sửa giếng khoan ở Bình Thủy, Cần Thơ nè anh em. Nói giếng khoan này chủ nhà liên hệ với YouTube nha, thì chủ nhà nói là giếng khoan này là ống 42 anh em. Hiện tại sáng mình đi cũng gần tới rồi nè. Thì mình đi sửa giếng khoan này mình báo giá theo dựa theo là dịch vụ xe 4 chỗ 7 chỗ nha anh em. Ví dụ như đi trăm cây là triệu 8 2 triệu gì đó. Đó mình dựa theo đó mình đi nha, chứ mình không có tính tiền công thêm. Dựa vô đó đồ mình bao, ống chủ nhà mua, máy chủ nhà mua đó, tất cả đồ còn lại mình bao nha anh em đó. Anh em nào có nhu cầu sửa thì liên hệ mình nha, để mà nhiều khi không biết giá mắc rẻ đó mình dựa theo giá đó mình đi. Hiện tại cũng mình tới rồi, để vô tới mình quay tiếp cho anh em xem nha. Khúc nữa Bình Thủy, Cần Thơ là vòng chân cầu vòng qua bên kia. Ôi hút nữa rồi, vô lỗ đá đó hả? vô lỗ đó Đây giữa bự tới rồi luôn anh em ơi. Đô thị khu phố An Đông, xong á. cọc xong Thủy coi ngay chỗ này luôn hả? Tại sao nghe quỷ ban chứ coi đâu, điện không có đâu thì điện không coi, sao nghe quỷ ban được? Ừ. Alo. À sao con đi vô bán theo bán đồ, con đi vô chỗ bưu điện luôn rồi chú ơi. Bưu điện ngay chỗ Thấy gì thận gì á? Thới Thới Thuận nè, đô thị Thới An Đông gì nè. Bây giờ ở mà ở tới bưu điện là chết rồi. Ê, chị ngoại đón rồi, ở đó đi chỗ chỗ phường á, chỗ phường á. Ngay chỗ bưu điện luôn, ngay chỗ phường luôn á, chỗ chân cầu á. Dạ 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 rồi rồi không nghe đón, đứng ở đây. Hiện tại tới anh em ơi thì đi lộn đường hay là bản đồ chỉ đi bậy không biết, mình đi theo bản đồ mình cũng không biết nữa, thì chú không chạy ra không đón anh em. Là cặp máy xong nè, đây là hiện tại là đang ở Bình Thủy, Cần Thơ nha anh em, ông chú không chạy ra không đón. Cá quậy quá trời luôn rồi anh em. Thì cái nữ này 42 anh em, thì anh em có nhu cầu sửa thế thì anh em cứ liên hệ mình sẽ dựa theo cái giá mà dịch vụ xe 4 chỗ 7 chỗ mình đi nha. Giả sử như 100 cây số thì 1 triệu 8, 2 triệu thì mình lãnh giá đó mình đi. Hoặc là 50 cây số thì 1 triệu chẳng hạn vậy. Đó, mình dựa theo đó mình đi, đồ mình bao chủ nhà mua ống với mua máy nha anh em. Đồ hút sâu co quanh các kiểu đồ mình bao hết. Chỉ là chủ nhà mua co mua ống thôi với lại máy thôi đó. Ủa cá quá trời luôn thôi. Ủa này cá gì quá trời vậy anh Quang? Quậy quá trời luôn kìa. Hả? Thấy đen thui vậy? Đầu kiến cái gì? Học cục quá hả? Ừ nó quậy đó. Ngồi biết đường ra không trời? Ngồi chắc xíu nữa không biết đường ra anh em ơi, nó cũng quẹo 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 từ lưa nhưng
chuyển chỗ qua đây sửa anh. Đây không phải trong sân bay hả? Đó không lẽ trong sân bay hả? Có nào nó gạo sân bay không? Có nào vậy không? Dám chừng sân bay thì có ông ơi, nó gạo dài thấy cọc đường à. Thì trong đó chống quét à, điện đại cái ông lum chân đó không thấy hả? Sân bay á. Ờ thiệt mà sân bay ông ơi. Đèn. Đó anh ta. Sân bay hiện tại mình đang đi sau lưng sân bay hay gì anh em ơi? Đèn chỉ là thế rồi. Đúng rồi, sau lưng sân bay anh em ơi. Đó là đường rẽ đường á, sân bay, sân bay, sân bay Cần Thơ. Để ý ghê nè, đây coi có không, có không, không có không, điện máy không. Tới 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 bản đồ chỉ đâu mà lút qua bên kia. Chú lên không chú? Đang lên đó. Đang lên hả? Lõm tỏ con. Hiện tại máy chạy cũng đang lên nè. Mà tối ngày sáng đi chạy hoài vậy. Mà nè. 200. Vậy là bó tay ống 27 nha. Ây da. Nghĩ là mất mồi nước. Ủa còn có thấy ống mà sẽ kiểu. Dạ. Tới sáng luôn, không sao chứ. Chú tính nằm ở đó đó hả? Hôm đó đập đây nè, hôm trước đập ở đây nè. Trời không lên mới giờ lại xích đây. Ừ, cũng vậy nữa thôi. Này đường xa mọi nước hơi cực ạ. Ủa cái ống này là cái ống gì vậy chú? Ống giếng hả? Ừ, ống thì nó một họ với thằng này nè. Phan ấy rồi rút lên đó hả? Lấy nguyên cây luôn. Đây là cũng đầy đất hả? Cây 90 thước hả? Lấy đất bỏ cái lượt lại. Dạ. Lấy cái lượt lại xong, lấy cái lượt lại. Áo này dày rồi quý. Cây khác không? Cây khác rút lên hả? Trời, năm đội xuống cưa thử coi. Sao? À nói ngựa con này hả?
con này đem bản hút sao nổi. Dễ ăn luôn mà. Không, quá trời dày. Ủa xong lấy kéo cắt ở dưới luôn. Nè. Nó mỏng như vậy không? Ổng nó dày quá mò luôn kìa. Cây trước vậy. Chừng nữa. Nó cũng dày chứ không có mỏng đâu. Mình sợ nó trồng cái ống. Dày rồi. Nó trồng ống này là ống mỏng nè. Dạ. Chơi xuống dưới chút nữa là thằng đó đó. Cả ống đông biết. À cái đó là nói ống mới. Ừ, ống mới. Đâu nó đang ngồi thử nữa sao. Mới đào xuống dưới được rồi, đúng không? Để khỏi chú ơi. Chú có cái đèn không? Con mượn con gọi cái. Một có đàn viên không mượn gọi chứ. Nó có nói gì nữa. Nó thọt không vô rồi đó. Xử lý cũng chùa ăn. Nói đó. Nói ngút mà. Ừ. Nó đào đào tới dưới nó nói nữa kìa. Để đào tới ông cũ đi. Cho nó dày. Không, ông cũ dễ thấy phải không? Ừ, dưới khúc đó phải không? Ừ, dần thấy hơn mét nó có khúc nữa kìa. Lúc ở dưới xa lắm. Ồ, miếng keo chà bá lửa. Đào xuống tới khúc ông cũ nên quen được rồi. Miếng keo dính bành kia kìa. Keo nó ông cũ không? Ừ. Mới trên. Để đồ nhắc ra đi kìa. Để cây sẫm lại coi thấy rồi sao lại lấy cái này dễ lấy những cái bọc bọc á dưới rễ cây à chấm rễ cây rồi. Rồi bọc nhóc thôi trời để cho nó lọt đất dưới. Đào sáng nhà luôn hả chú? Ừ. Đào sáng nhà luôn hả? Không có đâu. Mới đào buổi sáng. Ừ. Hôm nay chú chưa kéo nước máy hả? Có chứ. Cái này bơm vô bồn nó tắm ba con bò nè cái ống cũ của nó nè đựng vô lắm á rồi bơm tay lắm hả ừ. Chứ nước sạch thì có lâu rồi bơm vô bồn rồi mới bớt có cái mùi tường ngoài á nó tắm bò dạ. Oh.
đi đường 91B phải không? Con không biết nữa, con đi theo đường quốc lộ không à? Ừ, quốc lộ 91B không, con đi bột lại đó. Dạ. Cái nước này đó của nhà nước cho con xã có một cây, cũng vài cây, một xã vài cây. Dư rồi. Lúc ở trên đây nè. Chắc thằng đó là sao? Chắc thằng đó coi thử. Chui. Chưa hả hết á, kéo. Kéo quanh đây nè. Ừ. Nó hả hết á kéo. Thôi. Và phía này nè. Bóp tới luôn phải không? Xây luôn á, vô có vô. Xây hả? Nó không vô. Cưa thử cái chút nha. Không vô. Vô vô. Ông nhả kéo ra hết luôn, nhả ra hết luôn. Nó mới dướng cái ngầm mới. Dướng cái này nè. Cái kéo này sợ cái ống này hả? Nó chưa nhả hết. Hả? Nó chưa nhả hết. Bớt quá mạnh vậy. Nó vô. Nhả hết rồi, nó ăn ngàm rồi đó. Thì ăn ngàm nó bóp nó vô nè. Nó vô. Nó lấy gai thằng cưa. Về sao lấy nó dính luôn, lấy nó. Cưa ra. Quá trời dày cái ống luôn. Nhìn nhìn nhìn. Hồi nãy nãy á. Để này. Đang ấy nè. Dám dày hơn cái ống đó nữa rồi. Hơn cái ống cũ ở trên đó nữa. Còn dày hơn quá trời dày. Đánh luôn. Nó dày thiệt, quá trời dày. Dày hơn cái ống trên này. Ôi trời, nó dày mò luôn rồi. Nó dày tới 4 lần. Dày hơn cái ống trên này nè. Kêu không? Miếng keo bành ký chứ nữa kìa. Hả? Miếng keo bành ký chứ nữa kìa. Đầu anh đút cái ống anh thọt cho nó đứt miếng keo đó. Cắt khúc đi, cắt nửa cây thôi. Keo
Quá trời dày cái ống à. Miếng keo cũ không? Nguyên cục không? Gà lọt rồi. Má vậy thì quên cây nước này. Ừ. Đó là mới nói sao. Ở trên bóp muốn nổi xuống như đó sao bóp. Vậy có 5 ly với 4 ly gì? 5 ly được sao? Vậy á, có 5 ly á. 5 ly. Dần máy dần ống trước anh Hoàng. Em làm này em xử lý này lại sơ sơ. Ừ. Anh vừa chế em vừa xuống luôn. Minh chân. Quá trời dày luôn. Kẹo biết nào. Kẹo chứ hả? Xe ống, xe ống. Rồi rồi được rồi. Nhiều quá. Dưới có mối nói rồi. Giống lên gì? Không xuống luôn. Còn thôi. Ừ. Có cái không có để mổ không à. Mình giữ vậy, muốn nấu thuốc dưới á. Chém miếng cho bằng nữa đi. Đặt nó chạy chạy đi lấy cái nó không dám lên. Trời ơi phèn không nổi ơi hết biết luôn. Kéo. Quá trời phèn không? Kéo. Quá trời phèn luôn. Kéo bọn gì vậy? Chém miếng xà bông xuống dưới trước đi. Phèn. Cho mình xin cái nồi giả anh. Xuống cái đó được là ngon mà. Từ từ em anh quất phát một giọng xuống. Tại ống này dày anh em, mà cái mối nối nó bị túm, nó khó xuống. Ngay cái đầu trên đây thì dễ nè, xuống dưới cái mối nối nó khó quá. Cái hồi giật nước lên le lưỡi luôn. Hồi giật nước le lưỡi luôn nè. Chưa chưa. Xuống dưới nó rồi. Rồi. Ngon rồi đó. Chỉ cần qua cái đó thôi là được rồi. Chị mà im rồi. Dày quá trời dày. Nhiêu đây hả? Dài dữ à. Hết rồi. Đấy, im hết. Rồi được không ơi? Im hết. Nhiều quá không tốt đâu. Kéo không tiêu. 4m, 5m. Thế hả? Nhóm lên. Rồi. Đó. Nghe không? Rồi. Vô này luôn cái mồi.
cái ống này sửa sửa lại anh. Có cái gì vô anh Quang ơi, này này, dính đầu ống, bít đầu ống lại lại, nhiều khi gớ cục đá vô nó xuống dưới nó nghẹt nữa. Dở lên, dở lên. Non dữ quý. Hả? Non dữ à. Để im ra đừng nhúc nhích nha. Còn mồi nước không ơi? Cho xin miếng nước mồi ấy. Cái gì? Dạ dạ, để con dán cái này cái. Có thùng dọn dễ hơn. Thôi kệ được rồi, chứ đừng lỡ rồi. Công. Rồi. Dán chưa? Rồi. Được chưa hôm nay dán nữa. Ừ, nè. Này xà bông ngập mặt luôn. Dạ. Bài đó đang thui vậy, hơi đang thui vậy, hơi ống gì đang thui vậy?
đừng nói á, nó nói sẵn á. Này chú đo khoảng 6 mét hả chú? Hả? 6 mét đó hả? Không, nó chết hơn. Nhắn cho luôn cái thằng em dán cái thằng đời đường hút hút bụi chưa dán dán cái đó cái đi đặng đi em đi đặng em dán rồi dán cái đường ga kìa cao thấp nè thấp thấp thôi có gì ấy nói đâu. Anh Vốt. Alo. Alo, alo. Alo, alo. Ở vậy cái đi.
Nhiều nước chưa hả? Sao mà nhiều. Có hai cái ống 42 mà. Chưa, mày thử coi. Ngồi khỏi. Chưa xuống nè. Rồi. Múc cho con miếng nước không ơi? Khỏi. Có chim này lại nè. Thì cho nó hút đi. Chút một lên gì dở lên dở xuống một công. Rồi. Sẽ bóng lên đút nữa. Bật luôn. Bật luôn anh. Yeah. Ừ. Phát cái lên hay gì vậy? Không thấy miếng nước nữa chứ nào. Chưa xí khóa áp xuống cái. Rồi. Xì xe bông ạ. Đổ xuống nhắc xì ạ.
chảy hết xà bông rồi. Ngay cái 27 tắt mở lại giùm em cái anh. Cho nó động ống nó hết xà bông. Rồi xong. Bơm cho nó sạch sẽ xà bông cái. Bơm lên xíu sạch sẽ xà bông à. Bơm 2 âm khoảng 6 m. Chạy con người gửi. Ống dày nha. Bình Thủy Cần Thơ. Để bọt đó, để bọt đâu trời ơi, có điện thoại để làm gì trời? Đi vô đây nhiều khi khó chứ. Chỉ có hai đường này là âm ra đây khoảng 6 mét hơn nha anh em. Ông vậy nha, xài con gửi gửi con này chạy cánh đi nóc nè anh em. Mua máy đi nóc, cánh đi nóc luôn. Giá ống 27 được chừng này nè. Đó. Nó có ok không? Mình thấy cũng đạt anh em. Điện ở đây cũng mạnh. Rồi anh em có sửa ra liên hệ mình nha. Số điện thoại mấy anh em có bấm xuống phần xem thêm á, có chữ xem thêm thêm nó có cái số điện thoại là cái Zalo của mình á. Ok, có 2 ra về đạt rồi.